Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn về một cái ứng dụng IoT trong quản lý nhà kho. Đó là hệ thống về quản lý IoT cho nhà kho thông minh. Chúng ta sẽ có những cái bộ, mỗi vị trí kho sẽ có một cái bộ camera hình này, và nó sẽ truyền thông với cái bộ master thông qua cái sóng không dây các bạn ha, thông qua cái sóng không dây trong công nghiệp đó. Thì bây giờ ở đây nó có một cái màn hình, bây giờ xứng như bây giờ chúng ta cần lấy một cái đơn hàng đó, còn cần gồm những mã vật tư gì thì trên cái màn hình nó sẽ thể hiện cái mã vật tư đó. Đồng thời cái led báo này nó sẽ hiển thị theo mã vật tư để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được. Cái bộ master này nó sẽ có hai râu để nó tăng cường cái cường độ tín hiệu để truyền đi và nhận lại ha. Và đồng thời là gì? Nó có cái kết nối với cái phần mềm kết nối server thông qua cổng mạng Ethernet này đó. Thì đây là cái dây mình cắm lên, cái này bỏ cũng được, không quan trọng ha. Rồi. Ok. Đó. Thì đó. Thì bây giờ đây á thì nó có đèn báo nguồn ở đây. Thì về nguyên tắc là gì? Những cái có nghĩa là cái hệ thống cái phần cứng bên này nó sẽ kết nối với nhau thông qua cái mạng mesh truyền thông không dây đó. Thì có những cái về giữa những cái bộ này nó sẽ có cái sự là liên kết với nhau để đảm bảo được tính toàn bộ dữ liệu của bạn ha. Thì bây giờ ở đây, ví dụ ở đây khi mà chưa có đơn hàng nào hết thì nó như thế này. Đó. Và chúng ta muốn coi cái bóc này là ok số mấy. Chúng ta chỉ cần nhấn không vào thì nó sẽ lên ok chúng ta. Nếu không á nó sẽ lên ok nha. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ cấp phát ra phần mềm đây các bạn ha. Bây giờ mình sẽ dùng phần mềm cấp phát đây. Thì bây giờ mình sẽ đây là cái phần mềm đó, đây là cái phần mềm demo thôi ha. Giả sử như bây giờ mình sử dụng đơn hàng số 2 chẳng hạn, đúng không? Đó, bấm khởi tạo đó. Thì lập tức nó sẽ truyền thông bên dưới. Đơn hàng số 2 gồm những cái box nào, nó có những cái đơn hàng nào. Bây giờ đơn hàng số 2 nó có ở đây, nó có là gì? Nó có ba cái mặt hàng đúng không? Ba cái đèn này. Ví dụ đơn hàng nào tương ứng với cái mặt với cái đèn đó. Các bạn thấy chưa? Đó, giả sử như bây giờ chúng ta muốn tắt đi. Thì chỉ cần bấm cái gì? Bấm số mấy? Đây là số 1 đúng không? Chúng ta bấm số 1 đó. Mã vật tư số 1 đúng không? Chúng ta bấm số 1. Rồi, sẽ bấm nút thay xác nhận này. Nếu chúng ta muốn bấm lưu lại, bấm số 0 cho xe sẽ lưu lại đúng không? Đó, bấm 1 này, xác nhận nó thay đó. Xác nhận ok, tắt đèn đi. Đó. Giả sử như bây giờ ở đây là gì? Bây giờ chúng ta sẽ gì? Cấp phát một đơn hàng khác đúng không? Đó, đơn hàng số 2 này. Đó ha, bấm khởi tạo đó. Thì ở những cái vị trí nào nó có trùng hai đơn hàng là lập tức nó sẽ ra màu đỏ nha. Đó. Đây thấy chưa? Đó thấy chưa? Dù ở đây các bạn thấy nó có hai đơn hàng, nó có màu đỏ, chúng ta phân biệt ha. Đó là option demo của chúng ta sẽ có một số cải tiến khác nữa. Giả sử bây giờ là đơn giản như ở đây có hai đơn hàng chẳng hạn đúng không? Thì chúng ta sẽ nó màu đỏ. Giờ ta xóa một đơn hàng đây chẳng hạn số 2 đúng không? Bấm thanh này đó. Khi mà nó đã xóa đơn hàng đi thì nó trở về cái trạng thái đèn lúc đó. Ví dụ đơn hàng này cũng vậy đúng không? Bấm số 1 đi này, đó. Số 1 đi. Bấm thanh này đó. Lập tức nó trở về cái đèn lúc đó đúng không? Đó cái đèn đó. Đó. Thì chúng ta sẽ đảm bảo cái tính toàn vẹn dữ liệu của nó bằng cách là gì? Giả sử như bây giờ khi cái bộ master nó gửi xuống những cái lời này không nhận được, lập tức cả những cái lời này nó thông báo với nhau tôi chưa có dữ liệu, thì lập tức cái hệ thống nó sẽ phản hồi để nó cấp phát dữ liệu lại ha. Đây là một cái quá trình demo rất là nhỏ thôi, và chúng ta sẽ có một số tính năng như là bảo lưu dữ liệu đúng không? Xác nhận đơn, hủy đơn, có nghĩa là ở cái thiết bị nó sẽ kết nối với cái phần mềm quản lý của ERP của cái khách hàng, và khách hàng là sẽ gửi dữ liệu của mình thông qua cái API, hai bên làm việc với nhau thông qua API các bạn ha. Đó, cái bàn phím này API mềm. Thì giả sử như bây giờ ở đây đúng không, mình tắt đi bấm lại số 1 đúng không, số 1 này đó thay. Ok, tương tự vậy ha, tương tự như vậy chúng ta sẽ thấy là gì ha, số mấy, số 1 thay đó, số 1 thay mất rồi đúng không, số 1 này đó, tương tự như vậy đúng không đó. Thì chúng ta sẽ cấp phát một lần nữa, đến đây chịu khó luôn. Số 1, thanh, ok. Thì chúng ta sẽ cấp phát hai đơn hàng liên tục ha. Bạn nhìn này, bây giờ mình sẽ cấp phát hai đơn hàng liên tục ha. Rồi. Đó. Bây giờ. Đó. Chúng ta sẽ cấp phát cái đơn hàng liên tục ha. Rồi, đó. Như vậy là chúng ta đã cấp phát ra những cái đơn hàng ở đây. Các bạn thấy không? Nó nhiều hơn một đơn hàng. Nó có nhiều hơn một đơn hàng, lập tức nó sẽ định màu là nó hiểu là ở vị trí này. Ở cái vị trí này nó có nhiều đơn hàng đó. Thì tất nhiên là khi mà chúng ta đi sâu vào tổng quát nữa thì nó sẽ rất là chi tiết nữa. Đây là mình demo sơ sơ mọi người hình dung rồi. Đây là một cái giải pháp trong hệ thống quản lý nhà kho. Đây là bộ master, có nghĩa là khi mà kết nối internet ok, kết nối server ok thì cái bộ master này nó sẽ gì nhảy liên tục như vậy. Ở trên phần mềm này thì mình thấy gì, nó là gì, có nghĩa là bên này chính là cái dữ liệu nó đã phản hồi từ dưới cái lệnh lên đúng không, lúc mà nhấn nút thì dữ liệu dưới phản hồi lên này. Đồng thời là gì ở đây? Đây là hệ thống các ô kệ, nó sẽ hiện một set ở đây đó. Thì option là mình demo. Nếu mà thực tiễn thì khi mà người ta triển khai thì mình sẽ làm chi tiết hơn. Nó sẽ có nhiều option cài đặt thông số nha. Ở server cài đặt IP từ thiết bị ha. Cho chúng ta theo format để di chuyển thiết bị ha. Đổi IP vân vân. Rồi xin chào các bạn, giới thiệu bạn về một ứng dụng IoT nha.